còn học là tao rốt nhất lớp. Thế mà giờ tao có 6 cái ô tô, ngồi cùng bàn là thằng Luân ham chơi, nó cũng đã có mấy cái nhà. Cố gắng một năm một vài lần, cả lớp họp lại làm bữa liên hoan, mỗi bữa cùng nhau ngồi chuyện cho xem năm tháng trôi qua thế nào. Hẹn hò rồi mà tao nóng lươn khươn, đã đến giờ rồi mà gọi đéo thấy ai nghe. Nhìn giật mình chỉ còn 5 anh em, xí số 43 đâu rồi. Cố gắng một năm một vài lần, cả lớp họp lại làm bữa liên hoan, mỗi bữa cùng nhau ngồi chuyện cho xem năm tháng trôi qua thế nào. Thằng thì bận, thằng thì kêu đau lưng, mấy đứa gật đầu thì lại mất tích đêm qua. Bọn đầu bùi nào mà không ra đây, chúng ta sẽ coi như chết rồi. Cố gắng một năm một vài lần, cả lớp họp lại làm bữa liên hoan, mỗi bữa cùng nhau ngồi chuyện cho xem năm tháng trôi qua thế nào. Hôn thằng Hà Hiệp về thăm đêm qua, xong nó bảo là nó sẽ ghé hôm nay. Cố gắng một năm một vài lần, cả lớp họp lại làm bữa liên hoan, mỗi bữa cùng nhau ngồi chuyện cho xem năm tháng trôi qua thế nào. Hẹn hò rồi mà tao nóng lươn khươn, đã đến giờ rồi mà gọi đéo thấy ai nghe. Nhìn giật mình chỉ còn 5 anh em, xí số 43 đâu rồi. Cố gắng một năm một vài lần, cả lớp họp lại làm bữa liên hoan, mỗi bữa cùng nhau ngồi chuyện cho xem năm tháng trôi qua thế nào. Thằng thì bận, thằng thì kêu đau lưng, mấy đứa gật đầu thì lại mất tích đêm qua. Bọn đầu bùi nào mà không ra đây, chúng ta sẽ coi như chết rồi. Cố gắng một năm một vài lần, cả lớp họp lại làm bữa liên hoan, mỗi bữa cùng nhau ngồi chuyện cho xem năm tháng trôi qua thế nào. Hôn thằng Hà Hiệp về thăm đêm qua, xong nó bảo là nó sẽ ghé hôm nay.